Hôm nay có deal được cái gì mới không? À, cũng có một vài deal. Một cái đầu tư chung với anh. Cái giày đó hay ha. Hay. Rất đặc biệt. Bạn ấy tiềm năng và cũng có công nghệ đi chung luôn. Cuối cùng cũng có một cái deal chung nhau, đúng sở thích. Rốt cuộc. Yes. Mình nghĩ là cái đấy mà nếu mà đầu tư xong thì chúng mình sẽ thay đổi một chút về cái cách làm marketing, làm thị trường. Cần phải có một cái KOL và một cái câu chuyện về nó. Tức là ví dụ như là bạn ấy này rất là làm những cái giày rất là elegant và rất là đặc biệt. Đo và đúng là đo chân đóng giày đấy. Thế cho nên là phải đưa ra giống như kiểu là educate, giáo dục cho cái người sử dụng giày, người ta sử dụng cho nó đúng cách. Cho nó không chỉ là cái thứ sự thuận tiện mà nó phải đúng theo quý ông đi giày nó như thế nào. Nó sẽ còn cái khả năng về làm giày nữ thì sao? Linh thấy đánh giá tốt không? Em thấy giày nữ thì cũng hơi khó hơn một tí. Bởi vì phụ nữ thì mình thích nhiều thiết kế, mình thích nhiều lựa chọn. Và làm theo số đo thì đối với giày không nhất thiết là nó là cái chuẩn mà mình đang tìm. Bởi vì phụ nữ bây giờ mình hình như là mình đã chấp nhận đôi giày muốn đẹp là phải đau. Bạn sáng lập đã nói là có thể biến chế ra một đôi giày mà không đau. Nhưng hiện tại thì em không có tin là có thể thực hiện cái đó. Thì nếu mà bạn ấy làm được cái đó thì cái đó là cái bí mật mà tất cả những phụ nữ toàn cầu đang chờ. Nhưng trước khi mình đạt được cái đó thì em nghĩ mình tập trung vào giày nam để mình mở rộng cái thị trường đó, mình mạnh về một sản phẩm trước, rồi sau đó mình mới tiếp tục mở rộng thêm. Cái này mình đánh giá rất cao là cái cạnh, mặc dù là một cái app nó rất đơn giản, tức là bạn ấy scan 3D cái bàn chân. Thế nhưng mà nhờ cái việc scan 3D bàn chân ấy là các bạn ấy có thể là đưa ra một cái cơ sở dữ liệu về gọi là nhân chắc học của những cái vùng miền, của những cái chủng tộc, và đưa ra được những cái mẫu giày nó phù hợp cho hai cái dòng sản phẩm. Một là cái dòng sản phẩm mà đo fit đúng vào cái người cụ thể theo cái nhu cầu, và thứ hai nó đưa ra một cái mẫu giày đại chúng hơn, nó rẻ tiền hơn và sản xuất nó tương đối phổ biến hàng loạt. Thì dựa vào cái cơ sở dữ liệu đó thì tôi cho rằng là sẽ là một cái cơ sở dữ liệu thống kê rất hay về vấn đề giày. Chính xác, và mình có thể dựa trên những số liệu đó mình tạo ra một cái database, rồi trong tương lai mình có thể bán những cái số liệu đó, hoặc là mình có thể làm những công thức để làm thành một cái số bình quân đi, ví dụ để mình đưa ra thị trường, rồi họ có thể chỉnh sửa những đôi giày mà hiện tại họ có để cho nó vừa một đôi giày thực tế hơn. Đúng rồi. Và thậm chí là chúng ta có thể đưa ra như ví dụ như một bộ vest hay là áo dài của chị em đó. Thì nó biết bao nhiêu thông số, mình không biết là một cái áo dài nó có bao nhiêu cái thông số, nhưng mà một cái bộ vest mà nếu mà đo đầy đủ chi tiết thì nó phải mấy chục cái thông số, chứ không chỉ là một cái thông số đơn thuần là cái size, một cái con số là size 40 hay 41. Thì từ cái thông số đó thì có lẽ là những người cẩn thận hơn, người ta sẽ mua giày theo nhiều thông số hơn. Không chỉ là cái chiều dài của giày, nó còn chiều rộng, chiều cao, đúng không? Rồi cái độ gót, độ mu bàn chân, rồi ngón chân. Chính xác. Rồi các cái độ cong lượn của hình dáng bàn chân nữa. Mình nghĩ là thú vị. Chính xác. Em rất là một người rất chi tiết. Thì em thích cái mà họ tập trung vào những cái chi tiết mà thường mình những người khác không có đầu tư để quan tâm vào. Thì như vậy thì cái sản phẩm của mình có thể đặc biệt hơn, có thể độc đáo hơn. Khả năng xuất khẩu thì sao? Sang Linh. Xuất khẩu thì em nghĩ là khả năng cao. Nhưng sản xuất thì cái đó là em nghĩ là cái điểm khó. Hiện tại bạn ấy nói là đã phân phối ra cho 3 nhà sản xuất, nhưng cái đó là rất là khó để mình kiểm soát chất lượng. Thì cái này là mình phải kiểm soát lại. Ok, tuy nhiên là cuối cùng finally tôi và Sang Linh cũng đã có một cái deal chung rất là thú vị. Rất là thú vị. Các bạn hãy đón chờ những sản phẩm của chúng tôi hợp tác với lại thương hiệu Shoex. Sắp sửa giới thiệu tới thị trường. Coming soon. Trong đấy nó sẽ có là một lần tìm nhà, một lần đón sân bay, một lần làm tour hướng dẫn hòa nhập. Có cả dịch vụ mới bọn em mới ra là dịch vụ cam kết về việc làm. Tức là một bạn sinh viên sẽ được cam kết việc làm trong vòng 6 tháng thì sẽ thu đủ lại cái số tiền 13 triệu đã trả cho bọn em. Giống như là một cái gì đó hiển nhiên. Ok. Mua giày là phải đau chân.